giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Top 10 câu nói trending hot nhất năm 2019 của người Việt. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi là hết năm, tạm bỏ qua công việc bộn bề, những bực dọc khó khăn trong cuộc sống, mà hãy cùng nhau ngồi xuống, điểm lại những câu nói hot trend từng làm mưa làm gió trong năm 2019 vừa qua. Thử xem, chúng bắt nguồn từ đâu, lý do gì lại được viral rầm rộ trên mạng xã hội như vậy? Chị hiểu không? Câu nói này bắt nguồn từ một video cầm nhầm túi xách tại một quán cà phê. Theo thông tin được biết, nhân vật chính với phát ngôn chị hiểu không là Trần Minh Hờ, 15 tuổi, ngụ tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, bị công an quận 2 lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Trong video lan truyền trên mạng, người này cầm nhầm túi xách của một người phụ nữ. Nhưng cho dù bị bắt tận tay, vẫn luôn miệng biện minh đi kèm câu, chị hiểu không? Để Mỹ nói cho mà nghe. Câu nói này được bắt nguồn từ MV ca nhạc của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Đó là một video có chứa rất nhiều các tác phẩm văn học nổi tiếng. Và câu hát được viral nhiều nhất, đó là để Mỹ nói cho mà nghe. Độ ta không độ nàng. Câu nói này bắt nguồn từ ca khúc cùng tên với nhạc hoa lời Việt. Chỉ sau vài giờ đăng tải, ca khúc này được viral khắp các trang mạng xã hội và trở thành câu hát nghe nhiều đến nỗi nhiều người còn bị ám ảnh. Ngoài ra, nhiều người còn mượn lời ca khúc và sáng tạo thành nhiều phiên bản khác nhau. Trời không độ mày, Phật độ tao không độ mày. Tiền nhiều để làm gì? Chủ nhân của câu nói này là ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ, đã thu hút sự chú ý của dư luận. Trong mỗi phiên tòa, ông đều đưa ra những lập luận, những câu nói được viral rộng rãi. Và tiền nhiều để làm gì cũng đã được giới trẻ tung hứng sử dụng khá nhiều. Thanh xuân như một ly trà. Câu nói này của nhân vật Ánh Dương trong bộ phim Về Nhà Đi Con. Thanh xuân như một ly trà đã cho ra triết lý được dân mạng cho là câu nói quốc dân, nhắc nhở người trẻ phải sống hết mình bởi thanh xuân ngắn ngủi, chỉ có một lần trong đời. Này anh yêu em muốn uống tà tửa. Câu hát này bắt nguồn từ MV ca nhạc chế mang tên Chuyện Xóm Trọ, dựa trên giai điệu ca khúc Salala của vlogger Hậu Hoàng. MV này thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và dần dần từ trà sữa được chuyển thành tà tưa. Thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn. Câu nói có phần thiếu tế nhị này bắt nguồn từ đoạn chat hỏi về việc mua mèo của tài khoản Robert Chen và một dân mạng. Điều hài hước là cô bạn này đặt câu hỏi khá lịch sự là bạn mua mèo ở đâu vậy? Nhưng bị chàng trai này đánh giá là không biết đặt câu hỏi, thiếu tế nhị, chỉ vì hỏi nơi mua mèo khi chưa hề quen biết nhau. Sau phần góp ý trên, Robert Chen nhận nhiều ý kiến trái chiều. Và câu trả lời của anh chàng cũng được nhiều người chế và viral rầm rộ trên mạng xã hội. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Thời gian gần đây, ca khúc Đi Đu Đưa Đi của ca sĩ Bích Phương rất được ưa chuộng, nhất là khi đi quẩy. Trong đó, câu quote được nhiều người sử dụng nhất là lúc đi hết mình, lúc về hết buồn, đã trở thành trào lưu hot trên mạng. Bài hát này có khá nhiều câu được cư dân mạng mượn làm câu cửa miệng và trêu đùa với nhau. Nhà bao việc. Câu nói trên bắt nguồn từ câu nói của nhân vật Thịnh Ngựa trong bộ phim Mê Cung. Sau khi đoạn phim Thịnh Ngựa trả lời bất cần với công an được phát sóng trên mạng, cụm từ nhà bao việc nhanh chóng trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Loạt ảnh chế trào lưu ăn theo ra đời, đưa câu nói này trở thành hot trend năm 2019. Sa chào cô chú đi con. Câu nói quen thuộc là của vlogger Quỳnh Trần GB và bé Sa 3 tuổi là con trai của cô. Mỗi lần ngồi cùng mẹ để review món ăn, cậu bé 3 tuổi luôn được mẹ nhắc là chào cô chú đi con. Nhưng đáp lại là gương mặt bất cần, kiểu tại sao mình phải chào. Biểu cảm hài hước của bé Sa cùng câu nói quen thuộc được nhiều người yêu thích và trở thành cảm hứng chế ảnh trên mạng. Cùng chỉ thế, cách tạm biệt khán giả của mẹ con nhà này cũng vô cùng độc đáo là hành động vẫy tay và da da. Sắp cuối năm rồi, nhìn lại câu nói hot trend của năm, chắc ai cũng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh đúng không? Một năm qua chúng ta đã cùng đu đưa, cùng uống tà tưa, cùng nhà bao việc, nhưng vẫn lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Còn bạn đã làm gì trong một năm qua? Cùng chia sẻ với chúng tôi qua bình luận bên dưới nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.